mà không chết đó bà ơi. Tôi uống 85 viên thuốc mà không chết. Tắm tới giờ luôn. Mình đi làm nuôi nó cái giờ về bữa mình la nó gì. Cứ mở miệng nói tiếng nói. Bà không có nuôi tôi đi, bà không quyền đánh không biết. 21, 22, 23 tờ thu. Là bao nhiêu ria? Là 46.000. 46.000 ria, mỗi tờ là 2.000. 10.000 tiền dưới. Rồi con, tụi con giao cho cụ 50.000. Bác thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại một chợ sơn phẩm của đất nước Campuchia, chính xác là cầu Sài Gòn Phố Phnom Penh. Thì Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh một bà cụ người Việt Nam nè, cụ thì đang bán số Việt Nam ngay tại đất nước Campuchia luôn á, cô bác quý vị. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu và cuộc sống của cụ như thế nào. Dạ con chào cụ. Dạ. Cụ ơi, cụ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi rồi. Dạ. Cụ là người Việt Nam qua đây lâu chưa? Dạ, xúc vô đây đi cụ. Hàng ngày là cụ bán bao nhiêu tờ vé số như thế này? 250 tờ. Có chị gái kia mua vé số nè, đưa chị gái mua cho bà cụ á. Dạ, chị mua đi, chị mua đi. Có một cái chị này đang mua vé số giúp cụ. Thấy cái con mắt con đó kìa. Thấy đường lên thì chị thấy hôm nay thì ba anh em mình đang có mặt tại khu đô Long Bên phía trong kia mua mấy tờ giấy số ủng hộ cụ nè. Này là bao nhiêu tiền tiền Campuchia bao nhiêu một tờ cụ? 2.000 là 10.000 tiền Việt Nam mất cái bác anh chị. Mỗi tờ như thế này là cụ lời bao nhiêu tiền? Cái tờ lời được 200 tiền Campuchia. Năm tấm là 10 ngàn. Ở Việt Nam thì cụ ở ở tỉnh nào? Ở tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Dạ, miền Trung. Cụ qua đây với ai? Hôm qua có mình anh à. Nhưng mà cụ vì sao cụ lại qua đây bán vé số? Tại lúc đó khổ. Người ta rủ đi qua đây là cái gì dọc dở tỏi. Thế người ta lên đây ở luôn như này luôn không về luôn. Người ta rủ cụ qua đây lột vỏ tỏi. Dạ. Cụ có ông cụ chết mất tiêu rồi, chết lâu rồi, chết mấy năm đi đến ngoài. Dạ. Cụ với ông cụ có mấy người con? Có một người con trai. Có một người con trai. Dạ. Thì con của cụ hiện nay đang ở Việt Nam hay không? Dạ, ở Việt Nam. Dạ. Con của cụ biết cụ bán cái số ở chỗ này không? Không. Lúc đi con trai đã biết. Dạ. Rồi từ ấy là giờ thì con của cụ có liên lạc với cụ không? Không, không liên lạc. Con của cụ là năm nay là bao nhiêu ạ? 52 tuổi. Thì cụ qua bên đây á, thì không có người thân nè, khác ngôn ngữ nè. Thì giờ lúc đầu khó khăn dữ không cụ? Dạ, khó khăn bây giờ không có ăn được. Bên đây khổ nhiều lắm. Ăn đâu khổ nhiều lắm. Dạ. Đợt đó tôi lên đây, đợt tôi hít gì rồi, tôi tự dặn mà không chết đó bà ơi. Tôi uống 85 viên thuốc mà không chết. Tắm tới giờ luôn. Cụ ngồi đây đi, để đỡ mỗi chân. Tại sao mà cụ tự đi vào? Cụ hôm nay mình cũng biết á. Dạ. Hôm nay lên thăm buồn nằm mình nên tự dặn con. Không thấm không chết sống bây giờ luôn. Thì lúc bị Covid thì cái chi phí sinh hoạt tiền sao dạ, cũng có dạ. Được. Năm đó mình đã cho. Dạ. Cũng hai ba mới nhiêu mấy người quen mấy số rồi cho anh này. Mỗi gạo. Mỗi ngày là cụ bán bao nhiêu tờ vé số? 250 tờ là thuốc ma tiền nhà tiền cửa cũng không có dư tiền thiếu được không chứ tao mua thiếu quá nhưng mà giờ là hết dư rồi ăn uống mấy chục ngàn nhà điện nước là 200 ngàn điện nước là 200 hai ông bán 200 ngàn là nhà cửa nhà trọ điện nước là 200 ngàn 200 ngàn nó tương ứng với là khoảng 800 ngàn tiền Việt Nam mỗi tháng phải ăn uống là ăn uống không tính luôn. Con thấy là mắt của cụ là bên đây hết là mình không thấy là bên này thấy chỉ còn có 3 phần đó. Còn 3 phần thấy à? Thì mờ mờ đứng mà đâu có thấy mặt rõ đâu. Phải nghe người tiếng nói đâu mà đáng đi đón. Cụ bán ở bên đây thì cũng có người tốt, người xấu nè. Dạ. Cũng có khi nào con thấy là thường mấy cụ già mà mắt kém như vậy nè thì người ta thường gạt mấy tờ giấy số cũng có. Ở đây không có đâu, có đến dương thì trả lợi. Nó nghe người đó quen á, mấy năm rồi. Dạ. Rồi quen thì giờ là nếu mình không đếm như vậy nào, đếm dương thì trả người cũng có ăn gian mà đừng nói đạo đức hai ba người mua thế cho mình đã
5 ngàn không trả, rồi 10 ngàn rồi. Bán cái nữa. Bỏ gì đâu bán nữa đâu. Năm nay thì cụ 76 tuổi rồi, là cụ có muốn quay về lại Việt Nam hay không? Ủa sao con nghĩ tại sao cụ ai cũng muốn quay về lại quê hương mà tại sao cụ không muốn về? Ở đây quan cảnh sao cụ có thể chia sẻ, con có thể giúp tụi con có thể giúp đỡ cụ được phần nào không? Rồi sao này trăm tuổi già thì sao? Hôm nay chết mình luôn. Hôm nay là bỏ mình thôi. Để lại đi. Bây giờ chết đắng theo hết trơn, đâu có ai đi nhà được không? Đợi nó đang sống rồi làm cái gì đấy. Rồi ở bên đây thì về giấy tờ thì sao cụ? Cụ có giấy tờ không? Giấy tờ chưa? Đó vẫn có giấy tờ. Cái chồng Nguyễn thì chết bây giờ cũng không có làm giấy tờ. Sống lang thang mình thôi. Mặc dù là cụ sống ở bên đất nước Campuchia này, buôn bán với một cái nghề bán giấy số và đặc biệt là không có một cái giấy tờ nào hết à? Lúc lên đây có làm giấy mở rồi, giờ nó bỏ chừng này. Dưới kia cũng miên, cũng đất nước Campuchia. Rồi lên đây chứ ở luôn như này không biết. Lúc đó là lúc đó trước thì cụ qua đây cụ lột tỏi mỗi một ngày thu nhập được bao nhiêu? 7 ngàn là không có lột tỏi giữ nguyên đích giữ dây bé đó, ngày 5 ngàn. Dạ. Thì cụ chuyển sang bán giấy số này lâu chưa? 13 năm là từ năm một tử 13 đến giờ. 13 năm cụ sống ở đất nước Campuchia không có giấy tờ. Chắc có lẽ không đâu, lúc đó mình sống cũng ở nước Campuchia mà cho nên mình có giấy tờ đầy đủ cho cái mình lên đây này, với đó sống mười mấy năm. Đây bỏ giấy tờ mới về, bỏ giấy tờ dạ. Chứ lấy tờ với gia đình với hộ khẩu gì cũng có. Không hết trơn. Rồi lên đến là không có Việt Nam, ông già no cũng là đất nước Campuchia là ở đường Vĩnh Sương đó. Lúc mình lên ở đó mười mấy năm ở Vĩnh Sương, ở chỗ trạm hải quan luôn. Cụ bán 200 tờ này thì bao giờ mới hết hàng ngày á? Cái khi 11 giờ hết, cái khi không hết rồi giờ chục tờ chưa mình bán nữa. Cùng hai giờ bán. Cụ nấu cơm ăn hay là cụ ăn cơm thì không ạ? Nhiều khi thì nấu, khi thì mua cơm ăn, mua nhà. Mua ngàn cơm với ba ngàn đồ ăn cũng đủ rồi. Cái chi phí mà sinh hoạt ở đất nước Campuchia nó cực kỳ cao luôn cô bác quý anh chị. Việc mà ngày bán 200 tờ vé số thì là khoảng 40 ngàn thì nó đầy, nó vừa đủ cho cái chi phí sinh hoạt hàng ngày, chưa kể là cái sức khỏe của cụ đã yếu nè, già và thuốc men à. Hiện nay thì cơ thể của cụ thì có vấn đề về nhức mỏi gì không? Đứng lâu cũng được thôi. Ở đây mà cái gì ở đây mà nói đi, nó như trên chương trình đi. Dạ. Cụ cứ nói thoải mái đi. Ngầu nói là được chứ đi quanh kia là không mệt. Cụ đếm giùm con coi cụ còn bao nhiêu tờ vé số á. Hồi nãy cụ nói cho con một cái điều á, đó là có đứa con ở nhà, nhưng mà con của cụ á thì không biết cụ bán vé số. Lỡ như tụi con ghi những cái đoạn clip này, con cụ xem được cái clip này thì sao? Khỏi nghĩ cho nó đi, mình biết mình nên khỏi nghĩ cho con. Mình đang nghĩ cho con mình. Có nhớ con không ạ? Không. Nhưng mà không nhớ. Chứ sao mà đừng cởi với đầu đuôi với nghe này. Chứ sao mà đừng bỏ nó luôn. Cũng như đúng như lấy dòng ngụy đó ha. Là đẻ được ha. 4 tuổi rồi nuôi nó. Nuôi dòng sữa đi gô cũng ha. Tới chồng ba nó được mấy tuổi. Hết năm mùa hè đỏ lửa đó. Bây giờ lính trinh sát nó sẽ đồn 18 ở Long Cánh là đâu có bỏ đâu. Ví dụ cái năm nó bị phục kích đó, thì thấy quân. Thì quân cái thả bông xăng chết hết trơn, chết 30 mấy người, 3 tiểu đội luôn đó. Trong đội là 30 mấy người đó chết hết, chết nằm như chó cò. Đen thiếu quân mà thả bông xăng đó, được cái đâu có ai nhìn ra mặt được. Thẻ môn bài nó vô, người nào mà tìm chồng tìm con thì cái là thẻ môn bài ra. Đúng tên đúng họ thì lấy, còn không đúng tên đúng họ thì thôi. Rồi bắt đầu đi cho mà về mấy năm ăn lương thì nghĩa vụ đó ăn lương. Giải phóng qua mình bỏ lỡ nó nhà với bà nội nó nuôi, mình đi làm nuôi nó cái giờ bữa mình la nó gì cái mở miệng nó nói tiếng nói bà không có nuôi tôi đi bà không biết đánh biết đánh nó mấy chục tao tao bỏ nó giờ luôn không có giờ mấy chục năm luôn nó không phải là mười mấy năm đâu nha
mấy chục năm không giờ mày không bỏ mày luôn. Nhưng mà con nghĩ như thế này, đôi khi con của bà nó ảnh giận một xíu và nói một câu dở dở thôi, đôi khi anh suy nghĩ lại nhớ mẹ thôi. Ở luôn. Mỗi lần nhắc đến con thì cụ lại buồn ngồi, và chắc có lẽ là vì cái tâm trạng rất là buồn và cụ thì lại không muốn nhắc đến cái câu chuyện đó nữa. Và thôi thì hôm nay thì tụi con có dịp có duyên á về đây để mà gặp cụ thì tụi con ủng hộ cho cụ hết mấy tờ giấy số này ha. Anh Hồ đếm cho cô bác xem được bao nhiêu tờ. Về nghỉ sớm ha. Đây là những cái tờ vé số của Việt Nam. Ở đây là Cần Thơ và Đồng Nai. Vì cái xóm sống người Việt sống cộng đồng ở đây rất là nhiều. Có thể nói là chiếm khoảng ngay tại cầu Sài Gòn này thì chiếm khoảng 40%. Nên những bà con cô bác quý vị như cụ đây nè, không có tuổi lao động thường bán vé số, và đặc biệt là bán vé số của Việt Nam đó, thì bây giờ mình sẽ đếm ha. Tờ thu là bao nhiêu ria? Là 46.000 ria, mỗi tờ là 2.000. 10.000 tiền dưới. Vậy có tụi con giao cho cụ 50.000 ria được không? Hôm nay thì gặp có duyên thì gặp cộng đồng người Việt mình ở ngay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Thì mấy anh em cũng mua vé số ủng hộ, đôi khi nó cầu may. Nay mai thì mấy anh em sẽ phát gạo ở góc bên kia kìa cho bà con ở đây. Này cậu 40.000. Dạ. Cho các bạn kia nữa con. 6.000 mà bán bánh. Cho thêm 10.000 nữa. 10.000 tờ 10.000 đó. 10.000 kia. Thôi con chúc cụ luôn. Bụi con á, con với lại em Thông với Bụi với lại Nhân Gà thì qua đây gặp, coi như là gặp cụ, có duyên gặp cụ là người Việt Nam mà sinh sống bán vé số ở đây. Tụi con thì chúc cụ luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Dạ, cụ khi nào trăm tuổi già quay về quê hương. Cảm ơn hai cậu ha. Dạ. Dạ, chào cụ. Dạ. Thôi chào cô bác, anh chị. Trường hợp của cụ ở đây là một trong những cái trường hợp người Việt Nam đang sinh sống mưu sinh tại đất nước Campuchia. Mà còn rất là nhiều trường hợp như thế này thì chuỗi hành trình của các anh em ngay tại cầu Sài Gòn, thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia sẽ còn rất là dài. Thì mong cô bác quý vị ủng hộ, xin chào hẹn gặp lại. Cô rồi nè. Ok. Có nhiêu tờ trên này hết không? Cô chưa hết em. Còn nếm nữa nha. Nếu như một cái tờ vé số ở Việt Nam mình bán 10.000 đồng thì ở trên này trên là thêm 500 đồng nữa là 10.500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 tờ. Tôi cho Nhân Gà kiểm đếm cho mình lần nữa Nhân Gà. Em đếm số giùm rồi nha. Thì 43 tờ thì không có đi tiền không? 86. 86 ngàn gì? Hội viên mà. 86.000. 10. Đúng không? Mình đưa cô 100.000 cô thối lợi. Ủa, 43 tờ. Đây con gửi cô luôn. Ừ. Ha. Gửi cô 100.000 luôn. Thì clip này cũng chia sẻ mọi người thêm về cái đi đâu cũng gặp rất là nhiều người Việt bán vé số, từ ở Nam Giang nè, ở Sri Viên nè, thậm chí ở Campuchia, rồi ở Siem Reap luôn. Cứ thấy bán vé số là phần lớn là người Việt Nam. Người này Việt Nam mở trại ở dưới mấy bà dưới nhiều. Ý của nó là sau khi mà hết Covid á thì rất là nhiều người Việt từ bên Việt Nam xuất ngoại, gọi là xuất ngoại đi sang để bán vé số. Thì qua đây bán được nhiều hơn bởi vì rất là nhiều người Campuchia mua số mà người ta mua, anh mua như Việt Nam mình mua 10 tờ, 10 tờ đâu, đôi khi là mua cả trăm tờ, đúng không con? 100 tờ là mấy người nội gia, cuối cùng người ta cũng mua hết.
người ta không chơi số đề campuchia, số đề campuchia ta nói không gian bóng máy điện tử không gian thành ra ta muốn số đề mình nó ra đại chính xác hơn, ta nói vậy đó, mà mình đâu dám nói gì. Ở Campuchia mà lúc 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chiều á, mọi người sẽ thấy rất là nhiều người Campuchia ngồi trước cái điện thoại, ngồi trước cái TV để xem xổ số ở Việt Nam. Một cái điều rất là thú vị đúng không ạ? Và có một điều nữa là rất là nhiều người Việt mình xúc mọi, xúc cảnh đi nước ngoài sang đất nước này chỉ để bán cái số giả thôi. Bởi vì ở đây bán dễ dàng hơn so với Việt Nam. Rồi, tôi hy vọng clip này cho mọi người thêm những câu chuyện thú vị ở Campuchia nha. Tụi mình sẽ tiếp tục những hành trình nữa. Ở đây là mấy chục năm rồi đó. Đầu lắm họ cũng tắm mốt bây giờ. Rồi hồi trước đó thì anh bán đầy tôi về năm gia đình hoài. Bây giờ anh chỉ chết anh chơi mình không có ai nữa. Giờ tôi không biết là ba năm mấy rồi. Rồi thôi con chúc cô mình may mắn hết nha. Rồi cảm ơn tạm biệt mọi người nha. Dạ chào cô ạ.